Hello, hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta nhé. Tin vui các bạn ơi. Có một thông tin rất vui để mà xả một cái lượng lớn nick Acvip. Và mình ở shop merson.vn có một cái chương trình giảm giá để xả khoảng tầm 10.000 nick rất là VIP các bạn nhé. Cho nên các bạn nào muốn vào thì các bạn có thể vào này. Thứ mục thứ 1, thứ 2, thứ 3 các bạn nhé. Nick Liên Quân Ganena thông tin trắng này. Các bạn sẽ nhấp vào đấy thì các bạn sẽ được giảm giá 20%. Auto mỗi nick sẽ được giảm giá 20% và 40% với tất cả các bạn mua ATM nhé. Chẳng hạn những cái nick mà bình thường nhé, những cái nick này, những cái nick bình thường là 1 triệu thì chỉ còn khoảng tầm 700.000 đấy, 20% này, 20% thẻ và thêm 10% là tầm 30% nhé. Qua ATM thì các bạn chỉ còn 700.000 là thôi mỗi nick, cho nên là các bạn sẽ được giảm giá 30% khi mua thẻ ATM, 20% khi các bạn mua có thể. Thì đây là cái chương trình giảm giá cực kỳ lớn ở trong cái năm nay, cho nên các bạn hãy cân nhắc nhé. Được rồi, mình sẽ thử vào cái nick tầm 400.000 được giảm giá. Thì rank kim cương này, tướng 35 này, trang phục 33 và bảng ngọc 75 này, mình sẽ có gì? Đá quỷ có hai viên này, 35 tướng 33 skin này, 400.000. Thì các bạn sở hữu được một cái nick này thì quá ok rồi. Còn 31.000 vàng các bạn nhé. Cho nên các bạn ơi, mài dỗ, chương trình giảm giá nó chỉ còn vài ngày thôi, mình xả hết nick. Cho nên các bạn nào có nhu cầu mua nick trực tiếp, các bạn gọi qua hotline nhé, 0345 nhé, 388-388 các bạn nhé. Rồi ok, và xin mời các bạn hãy xem một clip siêu phẩm ạ, cảm ơn các bạn nhiều. Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cẩm nang hướng dẫn tất cả các vị tướng đi rừng để làm cho tất cả các bạn thật bá đạo đấy. Tại có thời gian qua thì mình đã không thể làm clip hướng dẫn cho tất cả các bạn được, và các bạn phải thông cảm giúp mình bởi vì mình đã có một cái số chuyện riêng tư cá nhân và mình đã giải quyết xong rồi. Và mình bây giờ sẽ có mắt trở lại và mỗi ngày sẽ một clip hướng dẫn cho tất cả các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ vào vấn đề chính, đó là clip hướng dẫn tất cả các bạn Nakroth mùa này nó sẽ đánh như nào. Như các bạn đã biết, mùa này thì nhiều người đã nói với mình là Nakroth rất yếu. Đúng là rất yếu, bởi vì cái phiên bản xạ thủ nó còn rất là mạnh. Hầu như trong tất cả một trận đấu thì xạ thủ đã góp 80% gánh team, không còn rừng nữa mà là thằng xạ thủ. Mà đã xạ thủ gánh team thì team địch nó sẽ làm tất cả mọi thứ để xạ thủ team địch nó sánh, và team mình cũng vậy. Thì làm như thế nào để chúng ta giành được một trận đấu chiến thắng ở cái mùa này khi cập Nakroth? Thì clip này sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách phân tích, cách chọn mục tiêu đánh và cách chơi như thế nào để hợp lý ở Nakroth mùa này. Nakroth nó sẽ không còn bất tử, không còn mạnh khi cái má tính bị giảm. Khi những vị tướng nó mạnh hơn thì Nakroth nó sẽ không được mạnh như những cái mô trước nữa. Đòi hỏi chúng ta sẽ sử dụng Nakroth khéo léo hơn, đặc biệt là phiên bản này. Chẳng hạn trận đấu này đi, mình đã bị cướp bùa các bạn ạ. Mình không thể tin được tâm Murad cướp bùa. Rồi, thì làm sao để gánh? Khi các bạn ăn cho mình hai tên lính đi, đó là ăn cả bôi xanh bôi đỏ đi, thì đường rồng sẽ là đường chúng ta hỏi thăm đầu tiên, và vẫn như vậy sẽ hỏi thăm rất là nhiều. Nếu chúng ta không gánh được, chúng ta bắt buộc cũng phải lên đường rồng cho mình. Bởi vì sao ạ? Xạ thủ phiên bản này, xạ thủ nó gánh tím 80% các bạn nhá. Thằng xạ thủ lão lên cái pha này này, nhảy vô Violet các bạn nhá. Đây cái pha này này, Violet nè các bạn, không có thằng nào thì các bạn cùng sẽ bắt thằng spam được, ăn spam được. Nhảy Violet này. Rồi nhảy Violet. Ui giỏi. Thằng rat mà mình nhảy cái phá nó mù mắt quá. Rồi đáp một téo đó các bạn. Hiện tại thì mình có hai mảng đây. Thằng Tiểu Vân các bạn nha, về ta sẽ giết pha này. Mình sẽ nói các bạn biết, nhiều người biết tại vì sao các bạn thua khi cầm Nakroth không? Bởi vì Nakroth nó không còn như trước nữa. Bởi vì hiện tại là 100 mấy vị tướng thôi. Trước kia có vài chục vị tướng thôi. Thì thằng Nakroth nó sẽ rất mạnh. Nhưng khi sau này nó ra hàng chục các vị tướng khác, thì các bạn phải biết các vị tướng khác nó sẽ khắc chế vào thằng Na, hoặc thằng Na nó sẽ tự nhiên nó bị yếu rất nhiều. Nên mùa này khi chúng ta cầm Nakroth, đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhanh nhẹn và một cái gọi là má thuật, hoặc là một cái lướn lèo đi, là chúng ta sẽ đánh một cách không được phủ đâu ở đứng trước nữa, mà chúng ta sẽ ra vào giao tranh bằng những cái cách tính toán. Và tính toán như thế nào thì sau đấy mình sẽ đưa ra cho tất cả các bạn ba hình thức để các bạn một trận đấu như thế nào. Đầu tiên, khi chúng ta vào một trận đấu Nakroth, người đầu tiên chúng ta ké đó là xạ thủ. Nhưng khi trong một pha trận combat thì chúng ta phải ưu tiên giết thằng nào thấp máu nhất, rồi tiếp theo sẽ đến xạ thủ và đến pháp sư máu giấy.
Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ giết những thằng tanh cơ khi mà mình đã làm những cái điều để xong rồi. Chẳng hạn pha này này, đấy, pha này mình sẽ chưa bá và cân được hai pha này giết Triệu Vân nhá. Các bạn nên nhớ giúp mình là khi các bạn chọn một mục tiêu rồi, chúng ta phải dồn thằng đấy luôn. Chứ chẳng hạn cái pha vừa rồi mình đánh Triệu Vân, ôi thằng rat thấp máu quá, thôi mình dồn thằng rat luôn. No, các bạn phải cắn được đám mua này rồi, chúng ta phải tính toán được sát thương các đám. Đây cái pha này này, đây thằng nào rồi, đấy về không may về thì nó chết. Đấy các bạn nhá, khi chẳng hạn cái pha vừa rồi mình sẽ phân tích một chút. Nếu cái pha đấy mà giả dụ các bạn sẽ hack nào thằng Murat đi. Đấy, bình thường mình sẽ hack nào Murat thì đứng cái pha đấy mình sẽ bay về. Nhưng không, các bạn sẽ khi các bạn chơi đối đầu Murat, mình bay các bạn một cái này. Khi Murat lướt hai chiêu, các bạn sẽ đứng dừa cái bóng đấy, sẽ đứng dừa cái bóng đấy, và các bạn chờ nó. Một là hết thời gian hiệu lực cái bóng, hai là các bạn sẽ cứ đứng nó hoặc di chuyển lên tới một chút để các bạn như thế nào ạ, để cái tâm nhảy khi thằng Murat biến bóng về, chúng ta sẽ một combo nhảy được tới nó. Hoặc thằng Murat không biến bóng về, chúng ta sẽ một combo nhảy được tiền tới nó. Thì đó là cách mèo để bắt thằng Murat các bạn nhá. Đấy là một cái cách mà các bạn ai biết rồi, nhưng rất ít khi sử dụng. Đấy, cho nên là các bạn hãy đứng dừa hai cái bóng, và chúng ta sẽ đứng nó một chút, và nó sẽ nằm trong cái khó của mình thôi. Được rồi, tiếp tục này, mình sẽ phân tích tiếp cho các bạn biết này. Team địch sẽ có Violet, Murat, Rat và Triệu Vân, Payna. Thì đương nhiên rồi, giết thằng Violet là một cái bài toán mà ai cũng phải tính toán. Đó là xạ thủ nói chung nhá. Bởi vì phiên bản này nếu chúng ta combat, chúng ta không để ý đến thằng xạ thủ, thì đương nhiên rằng chúng ta sẽ bị nó bắn sấp mặt luôn. Làm như nào để kẹt nó khi team nó có cover các bạn. Khi team nó có cover thì bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cách chơi. Một là chúng ta sẽ ké nó, đập nó, thọt nó ngay từ đâu. Nếu đây là cái bài đập thọt được nó ngay từ đâu nhá. Nếu không đập thọt được nó ngay từ đâu mà nó có cover, thì chúng ta sẽ cấu rìa nó. Chúng ta phải hút chiêu của CP nó, sau chúng ta sẽ vào đánh nó. Nhưng cái đó nó không thực tế, bởi vì nó trận đấu này mình chưa làm điều đó, cho nên nó các bạn không hiểu. Cho nên từ từ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao bắt được xạ thủ nó. Đây là một trận đấu mình sánh đầu game. Thì ví dụ gặp các bạn ấy, các bạn sẽ đánh ná sánh đầu game thì sẽ làm gì? Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đây là một trận đấu can quét. Thằng Nagaroth nó cực kỳ mạnh các bạn nhé. Nó vẫn còn rất là mạnh khi các bạn biết cách chơi ra và hợp lý. Bởi vì phiên bản này Nagaroth nó dễ chết hơn, đòi hỏi các bạn giữ vị trí, tính toán sát thương tốt hơn. Cách tính toán sát thương của Nagaroth là như nào ạ? Trải qua mười mấy mùa giải rồi thì mình sẽ không nói các bạn là tính sát thương như nào nữa. Đó là từ các bạn quen chơi. Ví dụ các bạn có 3 đô, chẳng hạn mình có 3 đô thì mình bay vào thằng nào mình sẽ biết mình giết được nó hay không chứ. Đấy, cái đó các bạn phải biết được rồi. Chẳng hạn bây giờ một combo mình giết chết thằng Violet, giết chết thằng Rat, giết chết thằng Murat. Đấy là cái cách cắn sát thương. Những cái quan trọng nhất cái mùa này. Đấy, pha này từ từ. Đấy, Violet rồi, chưa 3 này. Rồi, thằng này chết rồi đấy, lướt. Như là phiên bản mùa này nhá, chúng ta sẽ không tính toán, coi như là cái tính toán giết được nó thì mình không nói nữa. Nhưng bắt buộc chúng ta phải tính toán được lao vào có chết hay không. Đấy, chắc chắn rằng mọi sự tính toán từ nhà bác học hay nhà khoa học hay đến nhà thiên lý học cương trần thì không bao giờ tính toán được 100%. Nhưng chúng ta có thể tính toán được rằng pha này mình bay vào có chết luôn hay không. Đấy các bạn nhá, nếu mà mình dự tính ví dụ 3 thằng đi, ví dụ pha này mình sẽ bay vào, ví dụ nhá, bay vào thằng Rat, Violet và thằng Murat, mình lao vào combo 5 chiêu, mình có chết không? Đương nhiên là không chết, thì mình sẽ bay vào. Đấy, chẳng hạn thằng Murat có chiêu 3 này. Đấy rồi, chết rồi. Ui dồi, hay quá. Đấy, cái pha này thì nó rất là bình thường thôi, vì 1-1. Đấy, cho nên là quan trọng nhất phiên bản mùa này, các bạn muốn chơi con Nagaroth tốt, các bạn phải tính toán được sát thương team địch zone các bạn bao nhiêu là chết. Chẳng hạn với late game nhá, khi full đô cả nhá, mình mà bay vào 3 thằng đấy thì xác định là chết luôn. Thì chết thì mình không vào. Đấy, trong cái giai đoạn, mỗi giai đoạn của trận đấu, từng phút trận đấu, và các bạn phải biết được sức mạnh của team địch. Các bạn phải áng đến giai đoạn này, các bạn phải biết được thằng Violet nó có 3 đô thì sát thương nó gây đam như nào, thằng Rat có 3 đô thì nó sẽ gây đam mình như nào, Murat có 5 đô thì nó sẽ gây sát thương như nào. Ta không tính được chuẩn xác, nhưng ta tính được ta vào có giết được nó hay không, chẳng hạn fan anh. Đấy, những cái này thì mình sẽ không nói nhiều bởi vì nó khá đơn giản. Chẳng hạn Triệu Vân này, Triệu Vân nó không đủ đô giết mình, ok chưa, thì mình sẽ đánh rất là hổ báo. Bởi vì hiện tại khi mình tỉnh sát thương nhá, mình bay vào cái con nào cũng được. Cho nên bây giờ mình sẽ không cần tính toán. Team địch không đủ sát thương để giết mình trong một combo, kể cả mình nhảy vào 2 hay 3 thằng đi chăng nữa, thì mình cũng không sợ. Bởi vì hiện tại mình rất sánh. Nhưng mình cũng sẽ nói quá một chút cho các bạn lý thuyết để các bạn nắm được rằng
Cái mùa này các bạn muốn chơi tốt, chúng ta phải tính toán sát thương của team địch nhá. Phải tính toán sát thương team địch. Thì làm sao để tính toán được sát thương của team địch một cách thật tốt nhất? Thì chúng ta bắt buộc là chẳng hạn như một tính sát thương bằng Violet. Thì mình đã từng chơi Violet như nào rồi, đúng các bạn? Đấy, mình phân tích cho các bạn hiểu để các bạn nắm trận đấu dễ hơn. Các bạn muốn... Đấy, pha này này bay ui rồi. Rồi, trật rồi. Đấy, trật là phải chạy thôi. Đấy, muốn tính sát thương con rat. Các bạn muốn tính như nào, bật tab lên. Các bạn bật cái tab lên, các bạn xem nó có bao nhiêu đô. Đấy, thì các bạn sẽ biết được nó sẽ có lượng đam như nào thôi. Chẳng hạn mình sẽ đoán nó một con bó nó giết binh tâm 80% máu. Thì mình có thể bay một con bó. Chẳng hạn thằng này này, thằng Murat nó có chém binh chiêu 3 thì mình chả mất máu. Cho nên là dù thằng Murat có chiêu 3 hay không thì cái đó đối với mình nó không quan trọng. Đấy là cái cách cắn sát thương để mình lao vào hổ báo. Thì các bạn phải trải qua, các bạn phải bây giờ chơi game chúng ta phải tính toán, không như trước nữa. Các bạn muốn chơi game tốt, chúng ta không thể chơi một trận đấu mà đến đâu thì đến, mà chúng ta phải phân tích một chút để tính toán một chút kỳ. Đấy, bởi vì trải mùa này thôi thì mình biết các bạn sẽ chơi rất nhiều vị tướng mà các bạn biết được áng áng. Chúng ta không cắn được chuẩn xác đâu, ngay cả bản thân mình cũng có thể tính toán được chuẩn xác. Đấy, ở cái rank thách đấu và những cái người chơi giỏi, người ta tính toán cái này hơn nhau. Bây giờ người ta hơn nhau có mấy kỹ năng nhiều, mà người ta hơn nhau với cái tính toán sát thương này các bạn nhé. Ờ thật, bây giờ người ta hơn nhau, đây này thằng Violet này. Thôi không được rồi, người ta hơn nhau ở cái tính toán sát thương team địch đấy. Đấy cái meta này, cho nên là mình hướng dẫn các bạn để các bạn biết tính toán sát thương. Đấy các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa, mình tính toán là thằng Violet không bắn chết được mình thì mình lại mình chém trù. Đấy, đơn giản chưa. Đấy, cho nên cái clip này mình muốn gửi gắm đến tất cả các bạn cách chơi bất kể vị tướng nào đi chăng nữa, và từ giờ trở đi bất kể một trận đấu nào lao hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắn sát thương team địch là như nào. Đấy, còn clip này đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích cái sự có mách này của mình thì hy vọng các bạn hãy giúp lao một nút chia sẻ, một nút like và một nút comment các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, mai yêu, bye bye.